Viện Sử Toàn Thư xin được kính chào quý vị. Nền Đông y Việt Nam có hàng nghìn năm lịch sử, có nhiều danh y nổi tiếng. Thế kỷ thứ 18 đã sinh ra một vị hào kiệt để ngày nay nhân dân Việt Nam và các thầy thuốc Việt Nam noi gương học tập và tôn thờ. Đó là Đại Y Tôn Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, để lại cho đời bộ sách đồ sộ mang tên Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, gồm 66 quyển, kết tinh toàn bộ tài năng, kinh nghiệm và những suy ngẫm của ông về việc chữa bệnh cứu người. Trong đó, ở quyển mang tên Y Dương Tán, Lãn Ông đã để lại một số ca cứu chữa thành công của mình, qua đó giúp hậu thế hiểu thêm về tài năng của ông. Những câu chuyện về Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sẽ được Viện Sử Toàn Thư gửi đến qua video ngay sau đây. Trước đó, đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube, like và theo dõi những thông tin được cập nhật trên fanpage Viện Sử Toàn Thư. Vài nét về thầy thuốc Lê Hữu Trác. Lê Hữu Trác vốn tên cúng cơm là Huân, biểu tự Cận Như, bút hiệu Quế Hiên, Thảo Am, Lãn Ông, biệt hiệu là Cậu Chiêu Bầy, sinh ngày 12 tháng 11 năm Canh Tý năm 1720 tại xóm Văn Xá, Hương Liêu Xá, huyện Đường Hào, Phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương, nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, cuộc đời ông phần nhiều, đặc biệt là từ năm 26 tuổi đến lúc mất, gắn bó với quê mẹ ở thôn Bầu Thượng, xã Tĩnh Diệm, huyện Hương Sơn, Phủ Đức Quang, trấn Nghệ An, nay là xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là con thứ 7 của tiến sĩ Lê Hữu Mưu và phu nhân Bùi Thị Thường. Dòng tộc ông vốn có truyền thống khoa bảng. Ông nội, bác, chú là Lê Hữu Kiều, anh và em họ đều đỗ tiến sĩ và làm quan to. Thân sinh của ông từng đỗ đệ giáp tam tiến sĩ. Thân sinh của ông từng đỗ đệ tam giáp tiến sĩ, làm thị lang bộ công triều Lê Dụ Tông, gia phong chức ngự sử, tước bá, khi mất được truy tặng hàm thượng thư năm Kỷ Mùi năm 1739. Khi ấy Lê Hữu Trác mới 20 tuổi, ông phải rời kinh thành về quê nhà, vừa trông nom gia đình, vừa chăm chỉ đèn sách, mong nối nghiệp gia đình, lấy đường khoa cử để tiến thân. Nhưng xã hội bấy giờ rối ren, các phong trào nông dân nổi dậy khắp nơi. Chỉ một năm sau, năm 1740, ông bắt đầu nghiên cứu thêm binh thư và võ nghệ. Nghiên cứu trong vài năm cũng biết được đại khái, mới đeo gươm tòng quân để thí nghiệm sức học của mình, tựa tâm lĩnh. Chẳng bao lâu sau, ông nhận ra xã hội thối nát, chiến tranh chỉ tàn phá và mang bao đau thương, làm ông chán nản muốn ra khỏi quân đội, nên đã nhiều lần từ chối sự đề bạt. Đến năm 1746, nhân khi người anh ở Hương Sơn mất, ông liền viện cớ về nuôi mẹ già, cháu nhỏ thay anh để xin ra khỏi quân đội. Thực sự, bẻ tên cởi giáp, theo đuổi chí hướng mới. Lê Hữu Trác bị bệnh từ lúc ở trong quân ngũ. Giải ngũ về phải gánh vác công việc vất vả, trăm việc đổ dồn vào mình, sức ngày một yếu, lời tựa tâm lĩnh. Lại sớm khuya đèn sách không chịu nghỉ ngơi. Sau mắc cảm nặng, chạy chữa tới 2 năm mà không khỏi. Sau nhờ lương y Trần Độc, người Nghệ An là bậc lão nho. Học rộng biết nhiều nhưng thi không đỗ, trở về học thuốc, nhiệt tình chữa khỏi. Trong thời gian hơn một năm chữa bệnh, nhân khi rảnh rỗi, ông thường đọc Phùng Thị Cẩm Nang và hiểu được chỗ sâu xa của sách thuốc. Ông Trần Độc thấy lạ, bèn đem hết những hiểu biết về y học truyền cho ông. Vốn là người thông minh, học rộng, ông mau chóng hiểu sâu y lý, tìm thấy sự say mê ở sách y học. Nhận ra nghề y không chỉ lợi ích cho mình mà có thể giúp người đời, nên ông quyết chí học thuốc. Ở Hương Sơn, ông làm nhà cạnh rừng, đặt tên hiệu là Hải Thượng Lãn Ông. Hải Thượng là hai chữ đầu của tỉnh Hải Dương và Phủ Thượng Hồng, quê cha, và cũng là xứ Bầu Thượng, quê mẹ. Lãn Ông nghĩa là ông lười, ngụ ý lười biếng, chán ghét công danh, tự giải phóng mình khỏi sự ràng buộc của danh lợi, của quyền thế, tự do nghiên cứu y học, thực hiện chí hướng mà mình yêu thích gắn bó. Mùa thu năm Bính Tý năm 1756, Lê Hữu Trác ra kinh đô mong tìm thầy để học thêm vì ông thấy y lý mênh mông nhưng không gặp được thầy giỏi. Ông đành bỏ tiền mua một số phương thuốc gia truyền trở về Hương Sơn. Từ khước sự giao du, đóng cửa để đọc sách, tựa tâm lĩnh. Vừa học tập và chữa bệnh, 10 năm sau tiếng tăm của ông đã nổi ở vùng Hoan Châu. Sau mấy chục năm tận tụy với nghề nghiệp, Hải Thượng Lãn Ông đã nghiên cứu rất sâu lý luận trung y qua các sách kinh điển, Nội Kinh, Nam Kinh, Thương Hàn, Kim Quỹ, tìm hiểu nền y học cổ truyền của dân tộc. Kết hợp với thực tế chữa bệnh phong phú của mình,
ông hệ thống hóa tinh hoa của lý luận Đông y cùng với những sự sáng tạo đặc biệt qua việc áp dụng lý luận cổ điển vào điều kiện Việt Nam, đúc kết nền y học cổ truyền của dân tộc. Sau hơn chục năm viết nên bộ Y Tôn Tầm Lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển, bao gồm đủ các mặt y học như y đức, y lý, y thuật, dược, di dưỡng. Phần quan trọng nữa của bộ sách phản ánh sự nghiệp văn học và tư tưởng của Hải Thượng Lãn Ông. Năm 1783, ông viết xong tập Thượng Kinh Ký Sự bằng chữ Hán, tả quang cảnh ở Kinh Đô, cuộc sống xa hoa trong phủ chúa Trịnh và quyền uy, thế lực của nhà chúa. Những điều Lê Hữu Trác mắt thấy tai nghe trong chuyến đi từ Hương Sơn ra Thăng Long, chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán và chúa Trịnh Sâm. Tập ký ấy là một tác phẩm văn học vô cùng quý giá. Mặc dầu tuổi già, công việc lại nhiều, chữa bệnh, dạy học, nhưng ông vẫn tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, viết thêm tập Vân Khí Bí Điển năm 1786 để hoàn chỉnh bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác không chỉ là danh y có cống hiến to lớn cho nền y học dân tộc, ông còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng lớn của thời đại. Ông qua đời vào ngày rằm tháng 1 năm Tân Hợi năm 1791 tại Bầu Thượng, nay là xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thọ 71 tuổi. Mộ ông nay còn nằm ở khe nước cạnh chân núi Minh Từ thuộc xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn. Lê Hữu Trác là đại danh y có đóng góp lớn cho nền y học dân tộc Việt Nam. Trong đó có thuốc nam, kế thừa xuất sắc sự nghiệp nam dược trị nam nhân của Tuệ Tĩnh Thiền Sư. Ông để lại nhiều tác phẩm lớn như Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển chất lọc tinh hoa của y học cổ truyền, được đánh giá là công trình học xuất sắc trong thời đại trung đại Việt Nam, và cuốn Lĩnh Nam Bản Thảo, Thượng Kinh Ký Sự không chỉ có giá trị y học mà còn có giá trị văn học, lịch sử và triết học. Câu chuyện tranh luận để cứu người. Chuyện kể rằng, tại miền Nghệ An nơi Hải Thượng Lãn Ông sinh sống, có viên thầy thuốc họ Lâm là lăng y trong dinh quan giữ đồn Vĩnh Dinh, vốn là người Tàu, khá am hiểu y thuật nên được quan quân rất kính nể. Có một lần, thần mẫu của quan giữ đồn Vĩnh Dinh đã ngoài 70 tuổi, bị cảm mạo hơn tháng không khỏi. Sau đó lại chót ăn bánh nên đầy bụng khó tiêu. Thầy thuốc họ Lâm dốc sức cứu mà không được, bệnh cứ biến chứng lung tung. Quan Vĩnh Dinh cho là hết cách, một mặt chuẩn bị hậu sự cho bà cụ, mặt khác cho người đi mời Lãn Ông như một cách cầu may. Lãn Ông khăm khám thì thấy lão phu nhân tinh thần rối loạn, đỉnh đầu nóng như lửa đốt, mồ hôi rầm rề, ngực cũng nóng như lửa, người vật vã không yên, lại thêm chứng chướng khiến càng thêm suy nhược. Lãn Ông bắt mạch kỹ và phát hiện khí âm trong cơ thể gần như tiêu tan hết, khí dương còn không bao nhiêu, tình hình rất nguy cấp. Trong lúc này, nếu theo biểu hiện bệnh mà trị thì sẽ khiến khí dương càng ngày càng suy kiệt, ắt tính mạng bị đe dọa. Đó là điều họ Lâm và các thầy thuốc khác không biết, cứ theo bệnh mà chữa, để đến tình cảnh ngày nay. Ông suy tính phải gấp dùng thuốc bồi bổ thận thủy để giữ gìn nguyên khí, khiến nó thêm sinh sôi thì mới cứu vãn kịp. Lãn Ông cho mọi người biết với tình hình hiện tại thì nên dùng thang bát vị hoàn, trong đó giảm 2 vị thuốc đan bì và trạch tà, thêm vào 3 vị là mạch môn, ngũ vị và ngưu tất, rồi pha nước nhân sâm vào cho uống. Ông chẳng ngờ do đó mà nổ ra cuộc tranh luận rằng co với thầy thuốc họ Lâm. Họ Lâm lắc đầu, cho rằng nhất thiết không nên, vì cơ thể lão phu nhân vốn thiên về thể âm, không ưa vị thuốc thuộc địa trong thang, bát vị hoàn. Nếu uống vào thì đầy chướng ngay. Lãn Ông hỏi lại, theo ý họ Lâm thì nên làm sao? Họ Lâm nhanh nhào, cấp thì chữa ngọn trước, nên uống bài trung mãn phân tiêu. Lãn Ông phản bác ngay, chút khí mỏng manh cần phải giữ lại, còn sợ không kịp, làm sao lại còn tiêu khí đi? Tôi lập phương này là để chữa mạch chứ không chữa bệnh. Họ Lâm không chịu khuất, bảo rằng không được thì dùng bài hương sa lục quân thang. Biết thang thuốc họ Lâm nói có bao hàm một số thuốc vị nhân sâm, trần bì, bán hạ, sa nhân đều là các thứ không thể đưa vào người lão phu nhân lúc này. Lãn Ông càng phản ứng dữ. Nhân sâm và trần bì thì lại giúp cho việc tiết mất nguyên khí. Phàm những phương thuốc chữa bệnh nguy cấp, người xưa không dám để hai vị này đồng đội với nhau. Vả lại, bán hạ tính hoạt, sa nhân cay thơm cũng không phải là thuốc cố bản. Họ Lâm vẫn cố cãi. Tôi từ trước đến nay vẫn điều thuốc cho phu nhân, nên uống thục địa vào thì bị đẩy ngay. Thấy hai bên đôi có mãi, quân đồn Vĩnh Dinh sốt ruột, nói thẳng với Lãn Ông rằng dùng thục địa không được, phải đổi phương khác, không thì phải bớt một nửa. Nào ngờ Lãn Ông vẫn quả quyết,
bài bát vị dùng thuộc địa làm quân là trọng ở chân âm, bổ thủy để phối hòa, tư âm để dưỡng dương. Nay bệnh đương thủy suy hỏa bốc, giảm thuộc địa đi thì quân chủ yếu lấy chi mà điều khiển được các vị khác. Như thế thì chỉ có tiếng là bát vị mà không có tiếng chất thực bát vị. Quan lớn nghe thế càng nghi ngại, cứ dùng rằng không quyết. Lãn ông hết cách thuyết phục, đành xin cáo lui. Khi Lãn ông mới ra đến cổng thì gặp người cháu họ của quan giữ đồn đang đi vào. Vốn nghe danh và trọng tài Lãn ông, người cháu quan giữ đồn liền giữ Lãn ông lại, mời ông cùng về nhà để phân tích thiệt hơn cho quan lớn nghe. Thấy Lãn ông quay vào, quan lớn lại hỏi. Ông vẫn trả lời như cũ, không thay đổi lời nào. Lời nói và sắc mặt còn nghiêm nghị hơn trước. Người cháu quan cũng hết sức nói giúp. Bấy giờ quan lớn mới bất đắc dĩ chấp thuận. Được lời như cởi tấm lòng, Lãn ông theo phương đã vạch ra, tự thân xuống bếp sắc nấu. Quả nhiên, uống hết một thang thì lão phu nhân cơn nóng lui hết, bớt ra mồ hôi, tinh thần tỉnh táo, đã có thể ăn được đôi chút. Lãn ông hiểu đó là vì khí dương chưa về hết chỗ cũ, liền điều chế bài thuốc sinh mạch để người bệnh uống thay nước chè. Dùng bát vị hoàn thang kết hợp với uống sinh mạch thêm vài thang nữa thì lão phu nhân ăn uống ngày càng khá. Sau khoảng 10 ngày, bệnh nhân khỏi hẳn, thấy còn khỏe mạnh hơn xưa. Viên quan từ đấy tuy vẫn dùng họ Lâm, nhưng mỗi khi trong nhà có người mắc trọng bệnh đều cậy nhờ đến Lãn ông. Lần thứ hai đối đầu họ Lâm. Sau lần chữa khỏi bệnh cho thân mẫu quan trấn giữ Vĩnh Dinh, hài thượng Lãn ông thường qua lại nơi này. Viên thầy thuốc họ Lâm vẫn hành nghề như cũ. Có điều trong thực tâm, người này vẫn tự phụ về tài năng, cho rằng hải thượng Lãn ông chỉ là một ông lang bình thường mà thôi. Một lần nọ, khi đang đi trên đường, họ Lâm tình cờ gặp hải thượng Lãn ông. Thấy Lãn ông bắt chuyện và hỏi thăm, họ Lâm mới thuật rõ đầu đuôi việc mình vừa làm. Số là viên tiểu tướng trong đồn Vĩnh Dinh tên Huấn Vũ, ngày nọ đang nhồi bùn chát nhà bỗng ngã lăn ra, chân tay cứng đơ, mình ngay như cây gỗ và nóng như lửa đốt, mắt nhắm miệng ngậm chặt, trong miệng có rất nhiều đờm, mê sảng không biết gì, đại tiểu tiện rất bí. Huấn Vũ bị như thế đã 2 ngày đêm, người nhà mời 4 năm thầy thuốc đến, ai cũng cho là bị trúng phong, ngày nay gọi là tai biến mạch máu não, đột quỵ. Họ dùng các thuốc chủ trị chứng này nhưng tất cả đều không công hiệu. Sau đó bệnh càng nhiều biến chứng, bệnh nhân miệng há hốc, mắt mở trừng trừng, tay chân lạnh toát, mình cứng đơ không xoay trở được, đại tiểu tiện mất kiểm soát, cứ tự xón ra. Gia Kiến thấy nguy cấp quá mới đi mời thầy thuốc họ Lâm. Họ Lâm đến xem bệnh, bắt mạch rồi lâu phán như đinh đóng cột rằng 6 mạch trầm tuyệt, chứng chết đã rõ, không còn lẽ nào sống được. Nói xong thì đi về thẳng. Họ Lâm đi chưa được bao lâu thì gặp Lãn ông. Qua lời Lâm, Lãn ông biết được sự tình của bạn mình. Lãn ông và Huấn Vũ có giao tình rất tốt. Ông vội kéo họ Lâm cùng trở lại nhà Huấn Vũ. Đến nơi, Lãn ông thấy rằng mắt Huấn Vũ tuy đã mờ đờ đẫn đi nhưng con người vẫn còn chuyển động. Tay chân tuy lạnh nhưng thân thể còn hơi ấm. Huấn Vũ không nói được, chỉ ứa nước mắt nhìn bạn. Lãn ông bắt mạch thì thấy hai mạch xung dương và thái khê vẫn đập như thường. Hỏi kỹ lại mới biết, do dùng nhầm thuốc nên càng thêm nặng, chứ không phải bệnh tự phát các biến chứng. Huấn Vũ vốn thể chất không khỏe, khí âm khí dương trong cơ thể đều hư hao nên chẳng may bị như vậy. Rõ ràng là cơ thể suy nhược quá độ nên tự sinh ra bệnh, làm cho khí ở trong bị hao hụt nên người mới lạnh toát. Vì vậy, dù bên ngoài có biểu hiện của chứng trúng phong nhưng chỉ là giả tượng mà thôi. Các thầy thuốc khác không hiểu cái lẽ của căn bệnh, cứ may móc theo biểu hiện mà trị làm bệnh thêm nguy, khiến tính mạng bệnh nhân như chuông treo sợi chỉ. Sau khi phân tích kỹ mọi lẽ, Lãn ông cam đoan với vợ con Huấn Vũ, bệnh này tuy khó khăn thực nhưng tôi hết sức, tất cứu vãn được. Ai cũng trông mong hy vọng, duy chỉ có họ Lâm cười mà mỉa mai rằng, ông chữa sống được bệnh nhân này thì thực là người thần, tôi xin đi hầu ông, không dám làm thuốc nữa. Trước sự thiếu hiểu biết nhưng cao ngạo và khinh miệt của họ Lâm, Lãn ông không thèm đôi co, chỉ tuyên bố, tôi không chữa khỏi được bệnh này, thề cũng không dám làm thuốc nữa. Nói xong mỗi người đi một ngả. Lãn ông dùng bài thuốc xâm phụ thang, điều chế thành dạng viên, gọi là tễ, và cho Huấn Vũ uống. Huấn Vũ dùng hết 2 tễ, trong khoảng từ giờ ngọ, 11 đến 13 giờ, đến sau giờ mùi, 13 đến 15 giờ, thì chân tay nóng lại như trước, mắt đã nhắm được lim dim, lưỡi đã chuyển động ra vào được, chỉ có ở rốn vẫn nóng như lửa. Lãn ông biết khí dương trong cơ thể đã hồi phục,
như thế thì bệnh tất khỏi, không phải lo lắng quá nữa. Ông liền thay thuốc, dùng thang bát vị có điều thêm các vị, ngưu tất, đỗ trọng, ngũ vị, điều chế thành dạng viên rồi cho uống. Sau ba tế, quả nhiên Huấn Vũ mở và nhắm mắt được, miệng biết nhai nuốt trở lại, có thể trở mình, bụng biết đói, da biết đau ngứa, đại tiểu tiện dần được điều hòa. Mặc dù vậy, chân tay ông vẫn chưa co duỗi được, nói năng còn ú ớ. Lý Hữu Trác lại chế bài bát vị, nhưng bỏ vị thuốc phụ tử mà thay bằng các vị ngưu tất, đỗ trọng, đường quy, bạch thược, lộc nhung cho uống xen với thuốc quy tỳ có bỏ mộc vị hương mà thêm vị quế tâm. Cứ như vậy, điều bổ hơn một tháng thì Huấn Vũ khỏi hết các chứng, đi lại như thường, khí lực tinh thần lại khỏe hơn trước. Trên dưới trong nhà Huấn Vũ, ai cũng mến đức nhớ ơn, xem lãn ông là vị đại ân nhân của gia đình. Một lần nữa, sau khi kể lại câu chuyện, lãn ông đã tự rút ra bài học cho mình. Đây cũng là kinh nghiệm rất hữu ích cho những lương y đời sau. Theo lãn ông, thì qua lần này mới càng thấy câu, chữa bệnh tất phải tìm đến gốc, chữa ngàn người không sảnh một người, thực đúng là không sai. Người không tin, hễ thấy thốt nhiên ngã lăn ra liền cho là phong, ví như một cái cây, gốc dễ vững vàng, dù rằng gặp gió táp mưa xa cũng không siêu đổ được, mà đã đến phải siêu đổ đều là do gốc rễ không vững chắc cả. Về phần thầy thuốc họ Lâm, sau khi biết Huấn Vũ khỏi bệnh mới rõ thực sự bản thân quá kém cỏi, y thuật không bằng người, nhưng cứ lớn tiếng khích bác chê bai nên rất lấy làm hổ thẹn. Từ đó, mỗi khi gặp Hải Thượng Lãn Ông, họ Lâm đều có ý bẽn lẽn, không dám kênh kiệu như trước. Lê Hữu Trác cũng không chấp nhặt, chẳng bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Thưa quý vị, sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sống mãi với non sông đất nước, là tấm gương chói lọi cho muôn đời con cháu noi theo. Để tưởng nhớ công lao của y tổ, nhà nước đã cho tôn tạo, xây dựng mới lăng mộ, tượng đài và nhà thờ Hải Thượng tại Hương Sơn, Hà Tĩnh. Bộ Y tế lấy ngày rằm tháng giêng âm lịch, ngày mất của cụ, làm ngày truyền thống của ngành Đông y Việt Nam. Năm 2010, Bộ Y tế đã ban hành quy chế xét giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông để tặng giải thưởng cho những người có công xuất sắc đóng góp xây dựng và phát triển nền Đông y Việt Nam. Đó là niềm vinh dự và tự hào cho các thế hệ thầy thuốc Đông y Việt Nam ngày nay.